Chúng ta cũng có thông tin đến từ Tesla ngày hôm nay thì Tesla họ đã công bố quý 1 và họ đã công bố quý 1 cho thấy được là cái số lượng PDC mà họ lưu trữ đó thì không thay đổi như là họ đã không mua thêm và không bán đi. Bây giờ họ vẫn đang lưu trữ là 9720 BTC. Còn về thu nhập đó thì các bạn thấy được là nếu chúng ta nhìn con số thì ước tính so với lại sự thật đó, hầu như là giống nhau. Chúng ta thấy được là tính theo thu nhập mỗi cổ phiếu đó là 85 cent thì ước tính và sự thật là như vậy. Còn về thu nhập tổng đó là 23.33 tỷ so với lại ước tính là thấp một chút 23.21 tỷ nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là cổ phiếu Tesla sau khi công bố đó thì đã giảm thêm 6% hôm nay đã giảm 2% công bố quý 1 đã giảm thêm 6.06% sau khi đóng cửa ngày hôm nay. Thì tại sao vậy? Tại vì Tesla đã, đã chia sẻ một số điều. À, thực ra những điều bên trên này màu đỏ đó chúng ta đã nói tới rất nhiều rồi. Tại vì họ nói là vì cái biến cố liên quan đến dịch bệnh cho nên một số những cái nơi như là Trung Quốc đó thì những cái hãng xưởng đó đã không hoạt động như là mong muốn và ảnh hưởng dài tới bây giờ. Tuy là tình hình Trung Quốc đã đỡ hơn rồi nhưng mà vẫn có sự ảnh hưởng liên quan đến thu nhập của họ và sản xuất của họ. Và Tesla cũng nói là có một số những mặt hàng khi mà họ thu mua vào đây thì giá vẫn đang rất là cao. Đó là cái tình hình chung mà chúng ta đã biết đối với nhiều công ty. Nhưng mà ngược lại đây là Musk lại nói là trong vòng 12 tháng tới đây là một trong những thời gian mà Tesla thực sự không có nắm chắc được tình hình kinh tế này như thế nào. Vì những lý do mà thằng vừa chia sẻ rồi và khi mà mọi người không có chắc chắn về nền kinh tế đó thì họ sẽ không có bỏ nhiều tiền để mà chi tiêu những thứ như là mua xe mới tại vì phần lớn đó, nếu như mà họ đã có xe rồi và xe vẫn hoạt động tốt tại vì họ chỉ muốn có một cái xe mới tốt hơn thôi thì có thể là họ sẽ không có chi số tiền đó cho đến khi nào mà họ rõ ràng về tình hình kinh tế tại vì ai cũng sợ bị sa thải các bạn lỡ như mà bị sa thải mất việc đó, thì họ không biết là tình hình sẽ như thế nào họ không biết khi nào mà kiếm việc mới được cho nên họ sẽ không có muốn vay mượn tiền để mà mua xe hiện bây giờ thêm vào đó, đó thì à, lãi suất đang cao cho nên khi mà chia sẻ những thông tin này thì chúng ta thấy được là giá cổ phiếu cũng đã có sự ảnh hưởng bản thân thuận thì các bạn đã biết là cũng rất là thích cổ phiếu tesla đây là một trong những cổ phiếu mà thuận cũng đang trung bình giá cho nên khi mà có giá rẻ thì đương nhiên là tốt với thần người bạn tại vì có thể thu mua được với cái mức giá rẻ hơn nhưng mà nói tới tesla đó thì có một thông tin cũng rất là thú vị các bạn elon musk chia sẻ ở trên twitter nói là công ty microsoft đã sử dụng api một cách gọi là bất hợp pháp tại vì họ sử dụng api của tesla để mà train cái trí tuệ nhân tạo AI của họ nhưng mà họ không có đóng tiền cho Tesla à, và Elon Musk nói là sẽ kiện Microsoft vì à, lý do này À, sử dụng tài liệu của Twitter để chụp lại. Nhưng mà điều thú vị hơn đó là có một cái cuộc à, phỏng vấn và trong đó có một phần khoảng chừng 2 phút thường sẽ không có chia sẻ cái à, video này với các bạn, à, thường chỉ tóm tắt lại mà thôi. Tại vì trong video này đó thì à, Elon Musk cũng đã chia sẻ về một câu hỏi mà Thuận nghĩ là gần đây đã trở thành một câu hỏi rất phổ biến đối với mọi người. Tiền là gì các bạn? Không phải là tiền là giấy hay gì hết. <laughs> đó là bài hát mà thôi các bạn. Cái mà thường muốn chia sẻ đó là tiền trên căn bản định nghĩa là gì à, nó phục vụ như thế nào tăng trưởng như thế nào lạm phát ra sao đó là một cái câu hỏi mà thường cảm thấy là càng ngày nhiều người lại càng quan tâm hơn và thường cũng đã chia sẻ nhiều lần trong nhiều video đó hầu như cái câu hỏi tiền là gì tiền từ đâu mà có tiền in ra như thế nào sử dụng ra sao lạm phát là gì những câu hỏi đó ít nhiều gì cũng thúc đẩy mọi người tìm hiểu cặn kẽ hơn và càng tìm hiểu thì mọi người sẽ càng hiểu hơn về BTC về crypto các bạn và nói tới BTC crypto đó thì tôi nghĩ là không ai phủ nhận cái sự ảnh hưởng càng ngày càng lớn hơn chúng ta đã thấy được là quốc hội Hoa Kỳ À, đã nói rất nhiều về BDC và crypto và nói tới quốc hội Hoa Kỳ đó thì các bạn đã nhớ thường chia sẻ khá nhiều video ngày hôm qua liên quan đến chủ tịch SEC Gary Gensler bị du nhập như thế nào thì sau cuộc họp đó các bạn đã thấy là ở trên Twitter của Gary Gensler đã hôm nay chỉ chia sẻ một cái thuyết duy nhất mà thôi và cái thuyết này đã thật ra là chia sẻ một cái bài viết đã có cách đây 5 ngày rồi ở à, đây là một bài viết cũng không có gì gọi là mới mẻ hết nói chung thì còn cảm thấy là Gary Gensler có thể là hơi quê nếu như mà hôm nay không không nói gì hết thì nhiều người lại càng không hiểu chuyện đang xảy ra cho nên Gail Chancellor chia sẻ một bài viết này để cho mọi người bớt chú tâm đến những gì xảy ra ngày hôm qua và đây là một bài viết nói chung thì Gail Chancellor nói là tất cả những cái sàn giao dịch crypto hiện bây giờ tất cả những dự án DeFi hiện bây giờ đó là đều phải đăng ký với SEC Nói chung là như vậy, tại vì đối với giao Cancer tất cả là chứng khoán hết, nhưng mà các bạn đã biết là ngày hôm qua đó thì trong cái cuộc họp với là quốc hội thì giao Cancer hoàn toàn không có mạnh miệng nói những điều này, chỉ nói dòng dò mà thôi, nhưng mà ở trên trang web đó thì lại rất mạnh miệng về vấn đề này và hôm nay đó thì ở quốc hội có một cái cuộc họp khác liên quan đến crypto các bạn crypto hầu như là một trong những đề tài đang được những nhà lập pháp rất là quan tâm và thuận đó thì nghĩ là trong cái cuộc bầu cử năm 2024 thì crypto sẽ là một trong những đề tài mà sẽ được đề cập đến rất nhiều tại vì giới trẻ rất quan tâm và những người yêu thích crypto đó cũng là những người mà sẽ bỏ phiếu Cho nên nếu họ muốn thắng những phiếu đó thì phải nói đến crypto Cho nên tôi nghĩ là crypto sẽ trở thành một phần ngày càng lớn hơn trong chính trị Không những là bây giờ đã là một phần lớn trong thị trường tài chính Tuy là vốn hóa vừa rất nhỏ nhưng mà sự quan tâm rất lớn đến từ thế giới tài chính Bây giờ sẽ càng ngày trở thành một phần lớn hơn trong chính trị Không những ở Hoa Kỳ mà khắp nơi luôn thì sẽ chia sẻ thêm với các bạn một chút xíu thông tin một lát nữa còn về cái buổi điều trần ngày hôm nay đó thì thường không có xem các bạn nhưng mà dựa theo những tài liệu mà thường thấy được thì có một cái dự luật liên quan đến stablecoin đây là một cái dự luật mà phần lớn là được ủng hộ bởi đảng cộng hòa dự luật này chủ yếu là nói là bây giờ stablecoin là một cái gì đó mà nhiều người không biết và đọc như thế nào có nhiều cái rủi ro như chúng ta đã thấy những cái sự kiện gần đây thì stablecoin vẫn là một phần cần thiết trong thị trường crypto cho nên stablecoin nó cần nên được quản lý nhưng mà bây giờ muốn đưa ra một cái đạo luật để quản lý một cách nào đó để có thể là không những quản lý mà có thể giúp đỡ crypto tiếp tục phát triển và những stablecoin an toàn hơn giống như là đưa ra những cái lập luận là stablecoin cần phải được lưu trữ bao nhiêu phần trăm tiền mặt bao nhiêu phần trăm không trái phiếu vân vân thì ngày hôm nay đó quốc hội à, lại không có đồng lòng các bạn và đặc biệt là những người lập pháp ở đảng Dân Chủ đã không chấp nhận dự luật này nữa và nói là cần phải viết lại thì tại sao tôi nghĩ là một phần à, tại vì ngày hôm qua đảng Cộng Hòa vui dập kêu Chancellor qua cho nên hôm nay có thể là không muốn chơi đủ lại cái đó là suy cá nhân của thuận mà thôi nhưng mà dù sao đi nữa đó điều mà các bạn nên hiểu ở đây stablecoin là được tạo ra bởi những công ty tập trung nếu như mà nói tới một crypto nào đó mà Hoa Kỳ có thể dễ dàng tiêu diệt thì đương nhiên đó sẽ là stablecoin. Các bạn thấy được là chỉ cần tiêu diệt công ty Circle thì sẽ không có đồng USDC nữa. Chỉ cần ban lệnh thì sẽ không có đồng USDT. Thì tại sao đến bây giờ đó đồng ổn định stablecoin vẫn là một đề tài mà cứ được bàn tới bàn lưới hoài vậy các bạn? Thì tại vì stablecoin thực sự là có thể mang đến nhiều lợi ích cho quốc gia Không những riêng Hoa Kỳ mà quốc gia nào cũng có thể Nhưng mà Hoa Kỳ thì có khả năng là nhận được nhiều lợi ích hơn khi mà có stablecoin Các bạn cứ nghĩ đi, thì crypto là một thị trường rất là mới Nhưng mà chúng ta đã thấy được là trong thị trường crypto này Phần lớn được tính theo đồng nào các bạn? Đó chính là tính theo đồng đô la Tại vì sao vậy? Tại vì phần lớn stablecoin là đồng đô la được hỗ trợ bởi đồng đô la cho nên đồng đô la chưa gì hết đã là một phần lớn của tiền crypto này rồi nếu như các bạn là hoa kỳ thì các bạn không có muốn mất cái vị thế đó đâu cho nên cho đến bây giờ vẫn không có bất cứ một ai nói là muốn cấm stablecoin hết tại vì đâu có ai mà muốn làm điều đó các bạn khi mà họ đã có lợi thế thêm vào đó nữa các bạn cứ nghĩ đi stablecoin là một cái gì đó mà được đầu tư cả thế giới luôn không chỉ riêng là người hoa kỳ các bạn ở việt nam các bạn có cần phải mua stablecoin không Cần các bạn ở Brazil, các bạn ở Trung Quốc, các bạn ở bất cứ một quốc gia nào mà muốn tham gia crypto thì phần lớn các bạn phải có stablecoin thì chẳng khác gì stablecoin là một thứ mà thể thu hút được nhiều tiền từ nhiều quốc gia và nếu như mà Hoa Kỳ ra luật là những công ty phát hành stablecoin đó thì phải đầu tư như thế nào giống như là cái số tiền stablecoin đó chỉ được đi mua công trái phiếu thôi thì ai được lợi các bạn chẳng khác gì là nhiều tiền đưa vào stablecoin rồi sau đó số tiền đó lại được đi dùng để mà mua công trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ. Cái lợi ích nó rất là lớn các bạn, cho nên đó là lý tại sao mà không ai nói cấm stablecoin hết, mặc dù ai cũng nghĩ là stablecoin là một thứ dễ cấm nhất trong thị trường crypto này tại vì hoàn toàn được quản lý bởi một công ty. Nào mọi thứ có thể bị thay đổi khi mà Hoa Kỳ ra một tiền điện tử riêng của quốc gia hay không thì điều đó có thể nhưng mà cho tới bây giờ đó chúng ta vẫn không có bất cứ một thông tin chính xác nào là hoa kỳ có đang hiện thử nghiệm tiền chữ số quốc gia hay là không à, bây giờ đã quản lý căn bản hoa kỳ vẫn chưa có nhân lực đó các bạn và chúng ta đã thấy là sau khi mà có cái buổi điều trần ngày hôm qua đó thì hầu như là phần lớn những người ở trong ủy ban tài chính hạ viện hoa kỳ và 100% có nghĩa là tất cả nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa đã cùng nhau ký tên các bạn và đây là văn bản đã chỉ trích Gary Chancellor và SEC nói là SEC đã không có lực rõ ràng trong thị trường này và cứ như vậy đó thì Hoa Kỳ sẽ mất lợi thế dẫn đến nhiều uh, công ty, nhiều nhân tài sẽ rời khỏi Hoa Kỳ hơn và đương nhiên cái mà mọi người muốn đó chính là lợi ích các bạn cho nên các bạn thấy thì crypto này đó đặc biệt là những đồng như là BTC thì không có một người đứng làm đại diện không có ai đi nào. Nỉ. bất cứ quốc gia nào cũng không có ai à, đại diện cho BTC để mà cho tiền nghị sĩ nào hết các bạn thị trường này vận hành dựa trên lợi ích và đó cũng là lý do tại sao mà tôi nghiệp thị trường này sẽ tiếp tục và tiếp tục phát triển tại vì lợi ích là mãi mãi và những gì mà được chia sẻ bởi đảng cộng hòa ngày hôm qua đó thì các bạn đã thấy đó là những gì mà chúng ta đã nói tới bao nhiêu ngày tháng qua rồi cho nên hôm qua ít nhiều gì đó cũng có thể cho các bạn thấy là chúng ta không phải là chỉ ngồi ở dưới giếng và cùng nhau nói chuyện cùng nhau bàn bạc chuyện thiên hạ đâu thật ra chúng ta đã thấy được đây là một cái suy nghĩ chung của rất là nhiều người liên quan tới việc là SEC quản lý cách này hoàn toàn không có ổn và cái cách mà SEC muốn áp dụng luật chứng khoán bắt buộc những công ty crypto phải nghe theo đó là hoàn toàn không có lý lẽ gì hết tại vì crypto không phải là chứng khoán có thể crypto cũng không phải là hàng hóa luôn các bạn và chúng ta đã từng thấy có rất là nhiều những phát minh mới giống như chúng ta đã thấy được là Uber khi mà có Uber rồi có Lyft hay là ở Việt Nam các bạn à, sử dụng graphit thì những công ty đó đâu có đi theo luật của taxi đâu. Các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ các bạn có thể là chạy Uber các bạn đâu cần phải mua bằng taxi các bạn đâu cần phải có bằng lái taxi tại vì Uber không phải là taxi các bạn và khi mà chuyện này nổi lên thì trước đây các bạn đã được là những công ty taxi họ đều muốn dồn những nhà lập pháp vào một cái thế là cần phải bắt buộc Uber và những công ty tương tự đăng ký bằng taxi tại vì họ không có muốn là mất đi một phần người mà sử dụng taxi nhưng mà sự thật đó là những người mà sử dụng Uber trước đó nếu như mà không có Uber họ cũng đâu có đi taxi đâu cho nên Uber mang lại nhiều lợi ích hơn và cuối cùng các bạn thấy được là luật đã nói là Uber là một cái ride sharing không phải là taxi thì sẽ có một cái luật khác là phải tuân theo chứ không phải là tuân theo luật taxi hiện hành và sau đó các bạn đã thấy được là cái ngành Uber, Lyft vân vân đã phát triển rất là nhiều và chúng ta cũng thấy được Airbnb cũng như vậy khi mà Airbnb đó mới bắt đầu thì chúng ta cũng thấy là những cái khách sạn họ cũng muốn ra cái sức để mà thuyết phục như là pháp đó là Airbnb cũng phải giống như là khách sạn phải đóng thuế và có bàn hoạt động y chang như khách sạn nhưng mà thật sự Airbnb thường mang đến nhiều lợi ích hơn, à, những người mà sử dụng Airbnb chưa hẳn là họ sẽ sử dụng khách sạn cho nên Airbnb mang đến lợi ích cho nhiều người dân, mang đến lợi ích cho cái thành phố đó, có thể nhiều người đến du lịch hơn cho nên cuối cùng Airbnb cũng không phải là khách sạn và Airbnb sẽ có bàn hoạt động riêng Crypto cũng như vậy các bạn Chúng ta bây giờ nói là crypto phải theo chứng khoán Nhưng mà thật ra crypto cũng không phải chứng khoán Cũng như là Airbnb không phải là khách sạn Hay là Uber không phải là taxi Thì crypto đối thuận đó Cần phải có một cái luật riêng một cái cơ quan riêng để mà quản lý chứ không phải là SEC và cái chuyện mà những công ty muốn rời khỏi Hoa Kỳ đó đó không phải là à, một cái chuyện xa vời nữa chúng ta đã thấy ngày hôm nay đó Coinbase sẽ đưa ra một cái cập nhật về cái chiến lược rời khỏi Hoa Kỳ của họ đây là một chiến lược họ đã có một thời gian rồi nhưng mà họ đưa cập nhật ngày hôm nay là ở Singapore họ đã hoạt động một thời gian rồi nhưng mà họ tiếp tục phát triển à, sàn combe Singapore tiếp cận được thêm nhiều người hơn. Ở Brazil cũng như vậy, ở Canada cũng như vậy. Ờ, ở những cái nước UAE như là Abu Dhabi cũng như vậy Và đặc biệt ngày hôm nay đó, họ đã nhận được một hoạt động ở Bermuda Và ở châu Âu đó thì sàn Coinbase đã nhắm vào UK của nhà nước Anh đó. Thì chúng ta thấy được là Brian Armstrong cũng đã gặp gỡ với lại Đây hiểu đơn giản là bộ trưởng tài chính của nước Anh Cũng giống như là gặp gỡ những nhà lập pháp ở nước Anh Tại vì sao vậy? Tại vì sàn Coinbase nói là nếu như Hoa Kỳ cứ như vậy Thì Coinbase có khả năng sẽ rời khỏi Hoa Kỳ vào một trong những quốc gia mà Coinbase đang nhắm tới để chính là nước Anh. Cho nên việc là những công ty muốn rời khỏi Hoa Kỳ đó không phải là một sự hù dọa nữa mà nó thực sự từ từ đang diễn ra. Cho nên SEC nếu như không thay đổi thì sẽ khó để mà dịch chuyển cái tình thế hiện bây giờ. Và đó cũng là lý do tại sao mà nhiều nhà lập pháp vui dập Gail Gansler ngày hôm qua. Và đối với tất cả những gì đang xảy ra đó thì các bạn thấy được là Hồng Kông cũng không quên nhắc nhở với những công ty crypto là họ đã cam kết ủng hộ thị trường này bao gồm cả DeFi trong lễ hội Web3 và các bạn thấy trên màn hình đó, mặt trời lặn ở phương Tây nhưng mà mọc ở phương Đông khi phương Tây ngày càng trở nên thù địch với tiền điện tử đó Hồng Kông theo bước chân của Singapore đang đầu tư vào lĩnh vực mới để vực dậy nền kinh tế đang bị tổn thương, sự tương phản với lại Hoa Kỳ trở nên rõ rệt. Trong khi mà Gary Gensler list hàng loạt token là chứng khoán, các quan chức Hồng Kông đã lên sân khấu tại lễ hội Web3 nơi họ bày tỏ cam kết của mình đối với tiền điện tử và không gian tài sản kỹ thuật số sẽ ngày càng rộng lớn hơn và chúng ta cũng nhận được một cái thông tin khác đến từ Hồng Kông đó là tòa án tối cao của Hồng Kông à, trong một vụ kiện thì đã xem tiền kỹ thuật số như là một tài sản thì các cái vụ kiện này liên quan tới đề tài vì chúng ta cũng không cần quan tâm đâu đây là liên quan tới một cái sàn gọi là Gatecoin, họ đã không hoạt động từ năm 2019 rồi thì cũng như là những cái sàn mà ngưng hoạt động họ có một cái số tiền À, vẫn được lưu trữ số tiền đó đó sẽ được trả lại như thế nào trả cho những nạn nhân hay là trả cho những chủ nợ thì à, đó là điều mà được nói đến trong vụ kiện này nhưng mà nói tóm lại đó thì cái số lượng crypto tòa án tối hồng kông xem như là tài sản ngang hàng với là những loại tài sản vô hình khác giống như là trí tuệ nhân tạo hay là chứng khoán và hồng kông nhiều người nói là sẽ không thể nào mà tự đưa ra những quyết định như là ủng hộ crypto như thế này nếu không có sự chấp thuận đến từ bắc kinh thì có phải là trung quốc thật sự đang ngắm ngầm mở cửa để chào đón là thị chuyện này hay là không sau khi mà đã đóng cửa không chấp nhận thị trường này từ năm 2017 tôi nghĩ những ngày tháng tới đây sẽ là những ngày tháng cực kỳ sôi động khi mà chúng ta thấy Hoa Kỳ sẽ gấp rút giữ những gì đang có trong thị trường tô này à, nhưng mà ngược lại đây những quốc gia khác thì lại mở cửa chào đón và lại có thêm một cái uh, thông tin rất là thú vị đây là thông tin liên quan tới uh, Bù các bạn để thường đọc cái bài viết ngắn này uh, điều thú vị ở đây đó là chúng ta đã từ lâu nói đến là có khả năng là nhiều quốc gia lưu trữ crypto uh, họ chỉ không có công bố mà thôi có thể là nhiều những công ty lưu trữ crypto hiện bây giờ và thực ra chúng ta chỉ biết những công ty mà lên sàn chứng khoán thôi những công ty tư nhân họ lưu trữ chúng ta đâu có biết đâu nhưng mà thằng nghĩ là có rất nhiều những công ty và thậm chí quốc gia đang lưu trữ crypto cái bước kế tiếp Thường đã từng chia sẻ với các bạn đó là thường có lọc tin là những quốc gia sau này sẽ lưu trữ BTC giống như là họ lưu trữ vàng hiện tại. Thì đây là thông tin đến từ một quốc gia gọi là Bhutan. Thì sự sụp đổ của các công ty cho vay crypto như là BlockFi và Celsius đã vô tình làm lộ khoản đầu tư hàng triệu đô la của quỹ đầu tư nhà nước Bhutan là Drug Holding và Investment hay còn gọi tắt là DHI quỹ này đó đang sở hữu khối tài sản trị giá là 2.9 tỷ đô la và là khách hàng của hai công ty phá sản bên trên chúng ta chỉ biết tại vì hai công ty này đã phá sản cho nên trong danh sách à, những chủ nợ ra mới biết là có công ty đầu tư này là của quốc gia này vào tháng 2 năm 2022 đó thì công ty đầu tư này đã vay BlockFi 30 triệu USDC và không trả lại khoản vay luật sư BlockFi đã gửi đơn khiếu nại đến cơ quan quản lý thành phố tôi không biết là cái chữ này đọc như thế nào tôi nghĩ là Tim Fu thủ đô của Bhutan cáo buộc công ty Drug Holding và investment đã không hoàn trả khoản vay 30 triệu USD coin sau khi đã thanh lý tài sản thế chấp của Drug là 1888 BTC trị giá khoảng 76.5 triệu USD tại thời điểm vay. Thời điểm thanh lý đó giá BTC đã giảm khá nhiều. Sau khi mà thanh lý hết thì công ty này còn thiếu 820.000 đô cần được thanh toán cho BlockFi Và khi được hỏi đó thì CEO của công ty này đã trả lời email cho tạp chí Forbes là chúng tôi không có bất kỳ bình luận nào vì chuyện với BlockFi đã được giải quyết Chúng tôi không thể nói gì vì các điều khoản bảo mật Thì các bạn thấy được là bây giờ chúng ta bắt đầu nghe thông tin những quốc gia cũng âm thầm lưu trữ crypto Nói tóm lại thì giá có lên có xuống trong thời gian ngắn hạn Nhưng mà cái mà Thuận muốn các bạn chú ý nhiều hơn đó là những cái thông tin về tiềm năng căn bản của thị trường crypto này mà nhất là liên quan tới BTC tại vì BTC là đồng mà đứng đầu trong thị trường này đồng mà nhiều biết tới nhất, đồng mà có nhiều vốn hóa nhất và chúng ta nhìn vào cái sự tăng trưởng theo thời gian của BTC chứ không phải là cái sự lên xuống giá trong một thời gian ngắn hạn nào đó thì chúng ta mới thực sự thấy được xu hướng thị trường này là như thế nào. Và đây là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thêm ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.